Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 11 tháng 3, thì người hâm mộ bóng đá sẽ hướng sự chú ý của mình đến trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai với Viettel trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2022. Đây cũng là trận cầu đinh của vòng đấu này. Hoàng Anh Gia Lai và Viettel đều được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2022. Tuy nhiên, cách mà hai đội bóng này thể hiện ở mùa giải năm nay lại trái ngược hoàn toàn. Nhà đương kim vô địch Viettel có khởi đầu như mơ khi đánh bại Bình Định và Sài Gòn FC với cùng tỷ số 2-0. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu đủ cả 3 trận vì không chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, đội bóng Phú Núi không giành nổi chiến thắng nào, họ bị Nam Định và Hà Tĩnh cầm hòa với tỷ số 0-0, sau đó nhận thất bại 0-2 trước Sông Lam Nghệ An. Có lẽ, những cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai cũng không thể ngờ được rằng đội bóng con cưng của mình lại không có nổi chiến thắng nào và chưa ghi được bàn thắng nào ở mùa giải năm nay. Hoàng Anh Gia Lai vẫn những con người đó, lối chơi đó và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Kha Tí Sắc, nhưng những mảng miếng tấn công và sự đột biến trong lối chơi đã không còn được như xưa. Họ bế tắc ở 1/3 sân của đối phương. Có thể nói, gặp Viettel đang có phong độ cao ở thời điểm này là rất khó khăn với Hoàng Anh Gia Lai và tiềm ẩn nhiều rủi ro. May mắn cho đội bóng Phố Núi là huấn luyện viên Kha Tí Sắc đã có xét nghiệm âm tính với Covid-19 nên Hoàng Anh Gia Lai sẽ được tiếp thêm sức mạnh. Mặc dù vậy, thì lịch sử đối đầu của Hoàng Anh Gia Lai với Viettel đang không thực sự tốt. Theo đó, trong 5 lần so tài gần nhất, đội chủ sân Pleiku chỉ có được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và thua tới 3 trận. Trong bối cảnh khó khăn như hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai cần phải mài sắc hàng công và phòng ngự tốt hơn nữa mới có thể giành điểm trước Viettel. Bởi vì đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chơi rất lì lợm và bản lĩnh, họ biết kết liễu đối phương rất tốt. Theo lịch thì trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai với Viettel diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay, ngày 11 tháng 3. Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của trận đấu này? Hãy lấy ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.